Chào các bạn ha. Hôm nay mình sẽ chia sẻ một cái tính năng mới rất là quan trọng trên cái hệ thống 500k user. Thì bây giờ mình sẽ thực hiện cái việc là click. Các bạn sẽ thấy một cái điều rất là bất ngờ, đó là hệ thống nó sẽ hoàn toàn chạy tự động, và quan trọng hơn là nó sẽ tự động click vô các tab và nó sẽ roll các tab một cách rất là nhịp nhàng. Ở đây các bạn sẽ thấy là các tab nó sẽ được mở và tí nữa nó sẽ tự động click vô cái link, và thậm chí là nó sẽ click vô kết quả search của Google. Nó có thể là tự search từ khóa và tự click vô kết quả search cho các bạn luôn. Cho nên đó là một cái điểm rất là quan trọng mà mình thấy là tất cả các bạn làm SEO đang căng traffic chất lượng như vậy để giúp cho cái web của các bạn nó lên top nhanh. Và lưu ý thêm là khi sử dụng traffic thì các bạn cần phải điều phối traffic một cách nhịp nhàng ha, và có biên độ tăng dần, tránh trường hợp là các bạn hôm nay các bạn kiếm quá nhiều, hôm sau các bạn kiếm không có được như hôm trước. Và đặc biệt là các bạn cũng có một cái trường hợp là các bạn kiếm số lượng các tích nó nhiều đến mức gọi là bất thường, trong khi số người dùng thực sự họ search và họ lúc vô thì không có như vậy. Cũng như là có những cái volume nó chỉ có 100 lượt search ngày, thì các bạn phải kiếm 400-500 lượt search ngày, thì đó là điều vô lý và khiến cho cái web của các bạn lên trạng không còn tốt được nữa, được không? Thì các bạn lưu ý một số trường hợp như vậy thôi. Thì ở đây thì các bạn sẽ thấy nè, thì đây các bạn thấy nó chạy tab nó sẽ chạy những cái, bởi vì do cái này nó quá dài, các bạn ban đầu các bạn cảm giác nó kéo nhanh thôi, trang nó dài quá. Ok, các bạn thấy nó sẽ kéo lên kéo xuống, đó. Mình không có dùng chuột ha, đây là nó đang kéo lên kéo xuống nữa đó. Đây là một trang mà không có đụng gì hết á, để anh chuột nó tự di chuyển thôi. Tất nhiên là user này khác với user trước ha. Cái hành vi của người này so với kia thì nó không giống nhau.